Đây là chương trình 180 giây thay đổi được phát sóng hàng tuần trên kênh fanpage Bệnh viện Từ Dũ. Xin chào các bạn. Các bà mẹ hay than phiền với bác sĩ rằng sữa của em ít lắm, không có đủ cho con em bú. Chỉ có vài giọt thôi à. Nhưng mà những giọt đó là những giọt vàng, các mẹ có biết không? Vì những cái giọt sữa non của 3 ngày đầu sau sinh có rất là nhiều kháng thể và các yếu tố miễn dịch giúp bảo vệ con mình khỏi các nguy cơ bị bệnh nhiễm trùng. Sau khi sinh, bé chuyển từ một môi trường rất là an toàn là tử cung của mẹ sang một môi trường có rất là nhiều nguy cơ rình rập. Và những cái kháng thể và những yếu tố miễn dịch ở trong sữa non sẽ giúp cho bé có một cái sức khỏe tốt hơn, phòng ngừa được những cái nguy cơ nhiễm khuẩn. Ngoài những cái thành phần hỗ trợ miễn dịch thì trong sữa non còn có những cái yếu tố giúp niêm mạc ruột trưởng thành nhanh hơn, do đó là em bé cũng sẽ hấp thu tốt hơn, có được một cái khả năng dung nạp về thức ăn tốt cũng như là phòng ngừa được những cái bệnh lý dị ứng sau này. Trong sữa non còn có những cái yếu tố giúp cho em bé nó nhuận trường, tức là sẽ dễ đi cầu, tống xuất phân xu được nhanh hơn, và nhờ vậy thì em bé sẽ giảm được nguy cơ bị bệnh lý vàng da. Chúng ta đã thấy sữa non có rất là nhiều lợi ích như vậy. Bên cạnh đó, sữa non còn phù hợp với lại sinh lý của em bé của những ngày đầu sau sanh. Mình biết rằng em bé lúc mới sinh thì dạ dày còn rất là nhỏ, thể tích nó chỉ khoảng 5ml, tức là bằng khoảng một viên bi. Thể tích dạ dày nhỏ như vậy cho nên là những giọt sữa non cô đặc thể tích nhỏ rất là phù hợp với bé. Bé sẽ không bị ọc ói sữa. Lúc mới sinh thì cái khả năng mà phối hợp giữa các động tác bú, nuốt và thở còn kém, cho nên là việc bú ít như vậy sẽ giúp cho em bé nó an toàn hơn, nó tránh được những nguy cơ bị hít sặc khi bú quá nhiều sữa. Sữa non mặc dù là thể tích rất là ít nhưng mà năng lượng rất cao. Năng lượng của sữa non cao gấp đôi sữa công thức trong ngày đầu sau sinh. Có nghĩa là chỉ cần một muỗng cà phê sữa non thì năng lượng nó bằng 10ml sữa công thức. Vì vậy các mẹ yên tâm, nếu cho con bú nhiều lần, khoảng 1 tiếng rưỡi cho tới 2 tiếng bú mẹ một lần thì năng lượng nó cũng đầy đủ cho em bé. Một em bé sanh đủ tháng, đủ cân và khỏe mạnh thì sẽ có đủ năng lượng dự trữ, gọi là glycogen ở trong gan. Glycogen đã được tích lũy ở trong gan trong 3 tháng cuối thai kỳ và sẽ được đem ra sử dụng trong những ngày đầu sau sinh trong trường hợp nếu như em bé bú không đủ sữa. Vì vậy là mẹ không sợ con đói hoặc là sợ thiếu năng lượng do sữa mẹ quá ít. Hy vọng rằng những thông tin tôi vừa cung cấp đây sẽ giúp cho bà mẹ tự tin hơn cho con mình bú sữa mẹ trong 3 ngày đầu sau sanh.